Ngươi hết sức chăm chú bắn ra một mũi tên, lĩnh ngộ tiễn thuật cơ bản. Ngươi bắn một vạn tiễn, cơ sở tiễn thuật viên mãn, lực cánh tay tăng trưởng, thể chất tăng cường, cảm giác tăng lên. Ngươi bắn một trăm triệu tiễn, lĩnh ngộ xạ nhật thần tiễn, trong vòng trăm dặm, vừa nhanh vừa chuẩn. Vương triều loạn thế, đế quốc tranh phong, thế gia sang sát, tông phái hoành hành. Triệu huyền xuyên Việt mà đến, tự mang thiên phú, cố gắng thì có thu hoạch, dứt khoát bước lên con đường võ đạo theo đuổi danh lợi từ đó hắn muốn luyện mạnh nhất công pháp uống mạnh nhất rượu yêu đẹp nhất nữ nhân tiểu thuyết mấu chốt cao vũ ta luyện võ toàn dựa vào cố gắng không đạn cửa sổ cao vũ ta luyện võ toàn dựa vào cố gắng txt toàn tập đao loa cao vũ ta luyện võ toàn dựa vào cố gắng chương một triệu huyền bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 2 Cố gắng định nghĩa Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 3 Đi săn bắt đầu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 4 Phiên chợ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 5 gặp lại. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc. Chương 6 Mời chào. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc. Chương 7 Bị tập kích. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc. Chương 8 Lừa gạt ngươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 9 Mang Ngưu Kình Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 10 Hồ Gia Người Tới Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc.